rộng và động mạch trung tâm võng mạc và động mạch mắt. Thì và cũng là cái vị trí thứ hai gây nên những cái biến chứng về gây hoại tử da. Thì các cái nếp nhăn ở vùng này nó xuất hiện tùy vào từng trường hợp, tùy vào từng khách hàng mà nó sẽ có những cái hình thái khác nhau, và thường là xuất hiện hai cái nếp nhăn dọc ngang ở ngay cái vùng da mày. Thì đó là do cái sự co lặp đi lặp lại của cái cơ ở vùng này, đó là cơ mặt khẳng, cau mày, hạ mày, và sự và do cái quá trình lão hóa teo da hoặc là mất mỡ dưới da thì nó cũng gây nên tình trạng này. Và chính vì vậy thì ở cái vùng này chúng ta có thể là sử dụng botulinum toxin để điều trị. Tuy nhiên ở những trường hợp khi là sử dụng botulinum toxin nhưng mà cái nếp nhăn này vẫn xuất hiện thì các bạn có thể là cân nhắc đến việc sử dụng tiêm chất làm đầy da luronic acid. Thì các cái động mạch ở vùng này, nguy hiểm ở vùng này có thể nhắc đến là động mạch trên tròng trọc và động mạch trên ổ mắt và động mạch lưng mũi. Thì động mạch ở vùng này thì khi mà các cái động mạch đi ra khỏi cái lỗ trên ổ mắt hay là lỗ trên tròng trọc thì nó sẽ rất là nhanh chóng xuất hiện nông hơn, cho nên đối với những cái mũi tiêm mà ở vị trí nông thì vẫn có nguy cơ gây tổn thương mạch máu ở vùng này. Và thường động mạch trên tròng trọc thì nó sẽ thoát ra ở lỗ trên ổ mắt ở phía trên lông mày khoảng 2 cm, và nó sẽ nằm ngay trong cái rãnh nhăn ở vùng đến ở cái vùng da mày này trong khoảng 50% trường hợp, và những 50% trường hợp còn lại nó sẽ nằm ở vùng bên. Và đối với một số trường hợp các cái biến thể giải phẫu của động mạch trên ổ mắt nó có thể là nằm trong cái vùng glabella này, cho nên việc tiêm ở vùng này cũng có thể có những cái cũng có thể chúng ta sẽ tiêm vào động mạch trên ổ mắt nữa. Và một điều lưu ý nữa là ở đây cái động mạch lưng mũi nó sẽ chạy ngang, chạy chích qua vòng mũi và nó nằm ngay phía dưới cái nếp nhăn ngang ở vùng mũi. Và chính vì vậy vùng này nếu chúng ta có tiêm thì chúng ta nên tiêm sâu, và chú ý là chúng ta sẽ ứng ở cái tay ở chỗ cái lỗ mắt và động ở trên cái chỗ đưa ra cổ đầu động mạch trên đầu trọc để ngăn cản cái dòng chảy ngược dòng của filler, và để ngăn cản được khi mà chúng ta vô ý tiêm vào trong lòng mạch. Và kỹ thuật tiêm thì ở đây chúng ta sẽ tiêm nông, và lưu ý là khi cả những trường hợp tiêm nông cũng có thể xảy ra nguy cơ tắc các cái nhánh xa và dẫn đến hoại tử da trán cũng như da đầu. Như tôi đã nói, không phải không có vị trí nào là 100% là an toàn cả. Và chúng ta sẽ sử dụng các chất làm đầy có chỉ số GI mạng thấp, và sẽ sử dụng kỹ thuật tiêm tiếp nối trong da dọc cái nếp nhăn ở góc 90 độ so với nếp nhăn, và tiêm một cái áp lực rất là nhẹ nhàng với một cái lượng rất là thấp. Và chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ không cố gắng chỉnh quá mức ở trong cái nếp nhăn ở vùng glabella này. Và một cái tiếp nhỏ chúng ta sẽ ứng ở trên ổ mắt để cái làm tắt cái động trên ổ mắt cũng như động mạch trên lòng tròng, nếu như chúng ta lỡ may mà có tiêm vào lòng mạch. Thì để ngăn ngừa các cái tai biến mạch máu ở vùng này thì việc mà chúng ta sử dụng siêu âm Doppler sẽ trước khi tiêm thì cần được chúng ta cần được cân nhắc xem xét để chúng ta có thể là tiêm một cách an toàn. Và khi chúng ta có dưới sự hướng dẫn của siêu âm Doppler thì chúng ta có thể tiêm bằng kim. Và đối với những cái trường hợp mà động mạch trên tròng trọc nằm ngay trong cái rãnh nhăn á, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không có can thiệp, và chúng ta có thể là giải quyết cái nếp nhăn này bằng cách sử dụng toxin. Còn đối với những dưới sự siêu âm của siêu âm Doppler mà chúng ta thấy động mạch trên tròng trọc nó nằm ở bên của cái nếp nhăn á, thì chúng ta có thể là sử dụng kim hoặc là cannula để giải quyết nếp nhăn. Thứ hai là tôi đi qua vùng thái dương. Thì vùng thái dương á, cái vùng này thì mặc dù cực kỳ hiếm, tuy nhiên nó vẫn có những cái trường hợp là tiêm thuốc vào tĩnh mạch thái dương giữa, và nó có thể gây thuyên tắc phổi do dòng chảy ngược dòng của tĩnh mạch vào tĩnh mạch cảnh trong. Và tĩnh mạch cảnh trong tĩnh mạch thái dương giữa nó sẽ chạy phía trên 20 mm và nó song song với cung gò má. Và đồng thời trong vùng này thì cũng có nhánh của động mạch thái dương nông tiếp nối với động mạch trên ổ mắt ngay trên cung mày. Và nếu mà những trường hợp mà chúng ta tiêm vào nhánh của động mạch thái dương nông sẽ gây tổn thương mắt do cái quá trình thuyên tắc ngược dòng qua cái hệ thống động mạch trên ổ mắt. Và trong những cái nghiên cứu tử thi thì người ta thấy là thuốc
người ta đã tìm thấy được trong cả một và thậm chí cả hai bên nhãn cầu. Đây là một cái báo cáo năm 2015 về kỹ thuật và cái tai biến khi mà tiêm chất làm đầy vào vùng thái dương. Thì người ta đưa ra một cái sơ đồ về cơ chế đề xuất cái dòng chảy ngược dòng gây tắc động mạch võng mạc trung tâm và gây mù lòa. Thì khi mà cái áp lực tim trong lòng mạch nó lớn hơn áp lực của động mạch á, thì thuốc nó sẽ di chuyển đến gần động mạch võng mạc trung tâm, và khi cái áp lực tim được giải phóng á, thì thuốc nó sẽ di chuyển ngược lại và nó gây tắc nghẽn cái nguồn cung cấp, và sau đó nguồn cung cấp máu cho động mạch trung tâm võng mạc, và sau đó thì chúng ta có thể bệnh nhân có thể bị mờ hoặc là có thể bị mù bệnh viện. Và kỹ thuật thì chúng ta sẽ tiêm ngay dưới lớp bì hoặc là trên màng xương. Và cân nhắc chúng ta sẽ sử dụng cannula để tránh các cái tai biến ở vùng mạch máu ở vùng này. Và nếu như tiêm sâu thì chúng ta sẽ tiêm trong khoảng một cái đốt ngón tay trong khung gò má hoặc là cao hơn hẳn 25mm để tránh cái tĩnh mạch thái dương giữa ở vùng này. Còn đối với những trường hợp mà chúng ta tiêm nông thì chúng ta sẽ lưu ý cái nhắm của động mạch thái dương nông chạy khá là nông ở vùng này. Và chúng ta cũng sẽ và cái tĩnh mạch thái dương giữa ở vùng này nó có xu hướng là nó chặt trong cái lớp sâu của vùng thái dương sâu, cho nên nếu mà có tiêm ở vùng này thì chúng ta cũng sẽ có một cái mũi tiêm mà nằm giữa cưng cơ thái dương nông và cưng cơ thái dương sâu thì cũng khá là an toàn ở khi tiêm chức năng này ở vùng này. Và vùng thứ ba đó là vùng mũi. Thì các cái báo cáo trước đây á, thì người ta cho rằng tiêm chất làm đầy, người ta đã báo cáo là tiêm chất làm đầy vùng mũi là nguyên nhân hàng đầu gây nên hoại tử mô và nguyên nhân thứ hai gây nên tình trạng mất thị lực ở bệnh nhân. Và lưu ý ở đây là động mạch mặt nó sẽ đi lên và trở thành động mạch gốc, và các cái nhánh quan trọng của động mạch mặt bao gồm động mạch mũi bên, động mạch cánh mũi dưới, động mạch lưng mũi. Và động mạch cánh mũi dưới thì nó sẽ cho nhắm vào động mạch trụ mũi. Ngoài ra cần lưu ý nữa là ở đây sẽ có động mạch vùng biên, marginal artery, nó sẽ chạy dọc theo cái vùng viền cánh mũi và chạy rất là nông, cho nên việc ở vùng này chúng ta sẽ tiêm sâu và sẽ không có một bất cứ một mũi tiêm nông nào cả. Nếu như chúng ta tiêm nông ở vùng phía bên của mũi thì rất dễ tổn thương động mạch lưng mũi, và nếu chúng ta tiêm nông ở cánh mũi bên thì rất dễ tổn thương động mạch gốc, hoặc là chúng ta tiêm nông dọc cái vùng alagrum cũng rất là dễ tổn thương động mạch mũi bên, cũng như chúng ta tiêm nông ở vùng giữa ngay trụ mũi thì rất là dễ tổn thương động mạch trụ mũi. Và cũng có rất là nhiều con đường tiềm ẩn cho cái sự thiên tắc ngược dòng đến các cái động mạch mắt, bao gồm động mạch mũi và động mạch lưng mũi. Và vì chúng ta tiêm quá nông vào đầu mũi hoặc là vùng alagrum thì nó cũng thể dẫn đến những cái tổn thương mạch máu ở vùng đầu mũi, cánh mũi, thành bên mũi, lưng mũi và thậm chí là ở vùng má. Thì một cái nghiên cứu về xem xét năm 2019 xem xét cái vai trò của chất làm đầy trong việc gây mù lòa và cũng như là cái mối liên quan giữa chất làm đầy hyaluronic acid và mù lòa. Thì trong 190 ca trường hợp mù do tiêm chất làm đầy thì người ta đã cho thấy là có 47% trường hợp là do mỡ tự thân, 28% trường hợp là do hyaluronic acid và các trường hợp còn lại là do collagen và các cái chất làm đầy khác không phải là acid hyaluronic. Tuy nhiên trong nghiên cứu này thì người ta cũng cho thấy rõ ràng là việc mà chúng ta điều trị mù lòa liên quan đến hyaluronic acid thì cho cái kết quả tốt hơn bởi vì nó đáp ứng với lại hyaluronidase. Và kỹ thuật chúng ta sẽ tiêm rất là chậm và tiêm một cái lượng nhỏ và tiêm sâu. Và dưới cái sự dưới siêu âm Doppler thì người ta phát hiện ra một số trường hợp là nhánh của động mạch lưng mũi nó nằm ngay trên màng xương thay vì nó nằm nông, cho nên không có một vị trí nào chúng ta chắc chắn là an toàn 100% cả. Và chúng ta không nên sử dụng kim Babbage bởi vì cũng đã có một số các tác giả cho rằng khi mà các hoạt chất hyaluronic acid mà đi qua cái kim Babbage thì nó sẽ làm thay đổi cái tính chất của nó, và một số các hoạt chất nó có thể một số các cái hoạt chất hyaluronic acid nó có thể thay đổi là cái giảm đi cả một nửa chỉ số G của chất làm đầy. Và chúng ta lưu ý sẽ ấn các cái động mạch mũi và động mạch gốc khi mà thực hiện các cái mũi tiêm gần cái vị trí này để tránh trường hợp mà chúng ta có thể tiêm vào lòng mạch và gây cái thiên tắc ngược dòng ở đây. Thì những cái bài báo cáo trước đây nó đã mô tả trong vùng glabella là phổ biến nhất đối với biến chứng ở mắt. Tuy nhiên là một cái báo cáo gần đây nó đã mô tả rằng là tiêm mũi là cái vị trí nguy hiểm nhất. Chính vì vậy mà chúng ta cần lưu ý rằng
cái thủ thuật mà nâng mũi bằng chúng ta làm đầy cực kỳ nguy hiểm, cho nên là chúng ta sẽ cân nhắc. Tiếp theo là vùng nếp mũi má. Thì nếp mũi má cũng là cái vị trí phổ biến thứ hai gây nên hoại tử và vị trí phổ biến thứ ba gây nên mất thị lực. Vậy thì cái quá trình lão hóa sẽ dẫn đến sẽ tạo cái nếp mũi má ở bình dương, và ngoài ra còn có những cái nguyên nhân là do các cái do sự chuyển động lặp đi lặp lại của các cái cơ mà gắn với cái lớp sâu ở vùng nếp mũi má này. Cơ nâng môi trên cánh mũi, nâng môi trên còn làm má bé còn má lớn, cho nên là chúng ta sẽ có thể cân nhắc sử dụng botulinum toxin trong trường hợp điều trị cái nếp mũi má sâu và nặng. Và một cái báo cáo năm 2021 về sử dụng siêu âm Doppler để tiêm HA an toàn ở vùng nếp mũi má thì người ta cũng đã kết luận là trong 40 bệnh nhân, trong đó có 2 nam và 38 bệnh nhân nữ, thì người ta đã phát hiện ra có 31% là động mạch mặt được phát hiện nằm bên so với nếp mũi má, còn lại là động mạch mặt nó sẽ nằm ngay trong cái đường đi, được cái đường của nếp mũi má, và nó sẽ nằm ở các cái lớp khác nhau. Và năm 2019 thì có một cái báo cáo về việc sử dụng cái máy siêu âm mạch máu và cầm tay để ngăn ngừa cái biến chứng khi tiêm filler, thì người ta đã cho thấy là việc sử dụng cái máy này nó khá là tiện dụng cũng như là cái chi phí thấp, cho nên là việc cân nhắc chúng ta xem xét để chúng ta để sử dụng cái máy này thường xuyên hơn thì để ngăn ngừa được cái tai biến về biến chứng mạch máu. Và tiếp theo là cái vùng dưới ổ mắt, thì vùng này thì chúng ta nên tiêm sâu sát xương và không tiêm ngay cái lỗ dưới ổ mắt, cũng như là chúng ta sẽ tiêm kỹ thuật rẽ quẹt, có thể đi bó sâu ở cái vùng gò má bên và thường sử dụng cannula, cũng như là chúng ta tìm một cái áp lực thấp với một cái thể tích tức thấp. Và một cái báo cáo năm 2021 đăng trên tạp chí Cosmetic and Laser thì người ta đã cho thấy cái biến chứng như bằng máu phù nề, tin hiệu chứng hiệu ứng tin đan hoặc là cái đường viền bất thường khi mà tiêm vào cái vùng phía dưới mắt này. Và tuy nhiên có những cái biến chứng, ví dụ như phù nề có thể xảy ra ngay tức thì, nhưng cũng có những trường hợp phù nề nó cũng có thể xảy ra sau nhiều năm sau khi chúng ta tiêm. Và cuối cùng là vùng quanh miệng, thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý động mạch mặt nó thường nằm phía trước khoảng 3 cm so với cái góc hàm, và nó sẽ được cảm nhận bằng ở cạnh trước của cơ cắn. Dạ em xin thêm 2 phút ạ. Và đây cũng là cái nguồn cung cấp chính cho cái vùng mà mặt dưới, và nó chia cái nhánh động mạch môi trên như là động mạch môi dưới. Và cái động mạch mặt thì ở đây nó sẽ đi sâu và từ từ nong lên ở cái vùng mà chi động mạch môi trên và động mạch môi dưới. Cho nên chúng ta sẽ lưu ý khi mà tiêm ở cái vùng quanh miệng hoặc là tiêm vào môi đó, thì chúng ta sẽ hạn chế là chúng ta sẽ không có tiêm sâu, vì động mạch môi trên và động mạch môi dưới nó đi khoảng từ 3 cho đến 7.6 mm dưới da. Và chúng ta sẽ tiêm và chúng ta sẽ chọn những cái sản phẩm mà có cái chỉ số chi phí trung bình hoặc là thấp. Chúng ta sẽ tiêm kỹ thuật linear tracing dọc theo viền môi hoặc là trong phần môi, tiêm rất là nhẹ nhàng, áp lực thấp, cũng như là chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật nhả thuốc lùi. Và chất làm đầy thì chúng ta nên tiêm nông, cũng như là nó phải nằm trong cái mặt phẳng dưới da hoặc trên cơ. Và đây là một cái báo cáo về tai biến tiêm vùng filler quanh miệng mà bệnh nhân bị tiêm vào cái động mạch môi trên, thì sẽ xuất hiện như có thể bọc tiêm phù nề xuống huyết, có thể đau rất là nhiều, và chúng ta nên cân nhắc là chúng ta sẽ rất là luôn lắng nghe về cái than phiền của bệnh nhân sau khi mà bệnh nhân tiêm chất làm đầy. Và cuối cùng là một số hình ảnh bệnh nhân của tôi có chỉnh sửa có bằng một cái chất làm đầy với một cái lượng rất là thấp. Ca thứ nhất thì có nàng 0.5 chất làm đầy là hyaluronic acid ở vùng cằm và 0.5 ml ở vùng mũi. Ca thứ hai là bệnh nhân có nàng 0.5 ml ở vùng cằm và 1 ml chất làm đầy ở vùng mũi. Và ở ca thứ ba thì có làm chất làm đầy ở vùng thái dương với 1 cc. Và ca và đây là một ca mà tôi nghĩ là thay đổi rất là nhiều, là bệnh nhân được tiêm toxin cơ cắn.
Và đến lần thứ ba, mình chỉ có tiêm 3 lần, và đến lần thứ ba thì bệnh nhân được có chỉnh khoảng 0.5 ml ở vùng cằm và 1 ml, 1 cc chất nặng đầy